đây, con chó Lipper của mình nè. Sau một mùa mưa bão đến, mùa mưa đến đó, thì nó sẽ bị cái tình trạng gọi là xuất huyết đường ruột nha. Đây, xuất huyết đường ruột gọi là dỉ ra máu mọi người. Mấy năm trước mình cũng bị cái bệnh này mà nguyên cái bầy chó của mình ra đi hết, do mình không biết cách điều trị á. Con này cũng tiêm ngừa hai mũi rồi nè, cho nên nó bị mấy ngày nay, bây giờ nó cũng đỡ đỡ mọi người. Bây giờ nó cũng đang bị đỡ rồi. Sao mọi người xem cái mặt nó nha, cũng đỡ đỡ rất là nhiều. Thì rồi khó quá rồi. Nó bệnh mấy ngày nay nó ốm teo rồi á, không đứng im cơ, nó ốm teo nó đi hết nổi rồi. Bây giờ nó cũng đã làm được, hồi phục được có 50-60% rồi mọi người. Đây là mẹ nó, đây là con chó bày kế chứ. Đâu Líp rồi? Sau một thời gian kiên trì chữa bệnh cho nó mọi người, đấy, mình sẽ tiêm thuốc cầm máu cho nó và tiêm một số thuốc hạ sốt này kia. Rồi cuối cùng đi cũng đúng đường rồi, bây giờ nó cũng đã tỉnh và cũng đã khỏe khỏe lại mọi người. Đó, mọi người thấy nó hôm nay tươi tỉnh hơn ngày hôm trước một chút nha. Đây, nó đứng này mập mạp hơn một chút, nhưng mà nói mập mạp hơn cái lúc mà nó bệnh thôi, chứ bình thường á thì nó vẫn ốm nha, nó đi không nổi luôn á. Đây mình tiếp tục quay cho mọi người xem này, nó đi không nổi luôn á. Thời gian chữa bệnh mọi người, tiêm thuốc vaccine, tiêm thuốc cho nó nè, rồi tiêm thuốc hạ sốt này kia. Rồi cuối cùng hôm nay Lipboy cũng đã tỉnh dậy nha. Mọi người thấy Lipboy tỉnh dậy nhưng mà nó ốm theo mọi người. Đấy, nó tỉnh dậy nhưng mà bây giờ nó ốm này, nó đi vẫn chưa nổi nha. Đó, mọi người thấy nó đi rung rung nè. Cái bệnh này là máu này nó rất là khó chữa luôn á. Vậy mà dạo này mình đã thành công nha. Cuối cùng mình cũng đã chữa lành cho một em Lipboy. Rồi có con này nó cũng đang bị nè, cho nên mình cũng đang chữa. Thì cuối cùng cái liều thuốc mình mua là đúng nha. Rồi hôm nay bọn nó đã khỏe mạnh rồi, mình xin kết thúc like thôi. Hẹn gặp lại mọi người trong một clip tiếp theo nhé. Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ và hạnh phúc.